Dạo này không có quen đại gia nữa cho nên là phải sắm quá nhiều cái cây gậy để quay clip làm việc kiếm Đó tiền. vậy cho mới vừa lòng mấy đứa mà hay thích cà khịa chặn họng nó ngay từ lúc đầu, hoặc là cho mấy đứa mà kiểu như là ủa sao chị không đi Nhiều làm á. khi cũng tự hỏi là ủa sao tụi nó hay rình dưới gầm giường nhà mình cái gì cũng biết, mà tại sao cái lúc mình làm việc thì không đứa nào biết vậy ta? Bạn bè hoặc là những người xung quanh ngân á đều biết ngày nào ngân cũng thức tới 4-5 giờ sáng hết trơn, có khi là 6-7 giờ sáng mới Xong ngủ. rồi sáng mai là 10-11 giờ sáng, có khi là 9 giờ sáng đã phải dậy tiếp tục làm make up đi làm tiếp rồi. Rồi lại tiếp tục cái vòng tuần hoàn là thức đến 5-6 giờ sáng ngày hôm sau. Thế mà những cái đứa ở dưới gầm giường ngay cái khúc mình thức thì nó lại đi ngủ, hay thật. À quên, xin lỗi mấy đứa, nói nãy giờ quá sẽ chờ sực nhớ ra giường chị không có gầm giường nha. Gầm giường nhà chị được thiết kế để đựng đồ shopping của chị hết rồi, không có đủ chỗ cho mấy đứa nằm như đó đâu. Lỗi chị hết, nãy giờ hoang mang hoang tưởng quá trời làm trách oan mấy đứa. Nói chứ cũng còn có mấy tháng nữa là Tết rồi, mấy đứa lo tập trung chăm chỉ làm việc kiếm tiền đi chứ đừng có dành thời gian để đi cà khịa, như vậy sẽ mau giàu hơn rồi á. Em hay hỏi chị là cách nào để mau giàu á thì bớt đi cà khịa lại á, tại vì người giàu người ta không có thời gian để đi cà khịa. Cái thời gian mà người ta dầm mưa phơi nắng ở ngoài để đi làm việc ký hợp đồng kiếm tiền á thì cái thời gian đó tụi em lại đi cà bàn phím. Cho nên là mấy đứa sẽ ít khi nào thấy hoặc là chẳng bao giờ thấy những cái người giàu mà người ta kiểu ê thế này ghê quá, Nói giỡn vậy thôi, tới khúc này tự nhiên mất tập trung, bớt nghiêm túc lại. Ok, tập trung lại nào. Cho nên là cũng chả phải là tự dưng không đâu mà có cái câu là mây tầng nào gặp mây tầng đó. Không phải là do người ta kỳ thị hay chê ba cái gì, nhưng vốn dĩ là nó không có cùng một cái hệ tư tưởng á cho nên khó nói chuyện. Phạm Băng Băng có một câu rất hay, những người không bằng tôi thì mới so mó chỉ trích tôi, còn những người hơn tôi họ đã không thèm chú ý đến tôi từ lâu rồi.